Xin chào các bạn, cùng tiếp tục 30 mét đi mấy người. Cây này rất là cao và bự nữa. Quá trời, cái cây này nó cao hơn bự. Như là leo được tới phần trên đọt rồi nha. Thì bắt đầu kéo cái máy lên để cắt những cái nhánh. Mến chào quý vị khán giả đã đến với kênh Vua Khỉ Miền Tây Vlog. Thì hôm nay mình theo ba Tùng để cưa một cái cây dầu này nè. Cây dầu này thì ở xã Lợi Thành, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long nha. Bây giờ ba mình bắt đầu mò ra những cái nhánh để cắt nhỏ nhỏ ra. Giờ bắt đầu bò từ từ vô để cắt phần bên trong á. Thì tại sao mà phải bò ra cái nhánh nhỏ đó để cắt? Thì là bên đó là một cái đất của một người dân khác nha. Thì bên đó nó có một cái hàng rào nữa đó. Hàng rào đây nè đó. Thì sợ là bị sập hư cái hàng rào nên là phải bò ra để cắt những cái nhánh nhỏ 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 nè. Đó, nó ngã hoàn toàn về bên đây hết. Thì hôm nay là ngày 28 Tết nhưng mà ba mình vẫn tiếp tục là đi cưa, vẫn chưa nghỉ. Cái cây này rất là cao luôn. Độ khoảng 25 đến 30 mét nha. Cái nhánh mới vừa cắt thì nó bị vướng vô cái nạn, nó vướng vô cái nhánh cây bên dưới à, nó treo toàn tay chánh kìa. Thì trong quá trình quay có lung có rung có lắc thì quý vị thông cảm cho mình nha. Cái cây dầu này á thì nó cao hơn mấy cái cây khác nhiều nên là phần đọt ở trên á nó hưởng được ánh nắng
nên là còn rất là nhiều nhánh nha. Cái cây nào mà ít nhánh á là không có nắng để nuôi sống những cái cành cây đó được nha, nên là còn chỉ có vài nhánh thôi. Hình như cái cây dầu này mình thấy nó có một hai trái đỏ đỏ ở trên. Nếu họ có rớt xuống thì mà mình sẽ lượm cho quý vị xem nha. Tôi đang đang lúc trên phần đọt rồi nha. Quá trời cao luôn. Ở cái nhánh nó có mấy cái trái quá trời đẹp luôn, đỏ đỏ đó. Có tài có lẽ là bước xuống, lùi một hai bước xuống để cắt cái phần đọt ở bên trên đó. Vậy là đang cắt cái phần đọt bên trên. Sau khi cắt xong thì cái cây rất là cao luôn nè. Bây giờ khớp nguyên cái khúc bự cho nó xuống luôn nha. Trời. Thôi. Quá nguy hiểm luôn. Hết quay luôn. Trời, bầu trời hôm nay rất là trong xanh luôn, nhưng mà nắng thì cũng rất là to luôn. Có gió nữa. Gió cũng mạnh á. Trầu Âu nước. Mây bên trên bầu trời nó bay rất là nhanh luôn. Hôm nay gió to á.
giờ có anh Thiên và anh Nhân mình đang cắt tỉa gọn những nhánh bên dưới để ba mình cắt ngang cái chỗ cọng dây cột đó nha, để cho nó đừng bị đè. Nếu mà nó đè hồi móc ra cưa rất cực. Đây nè, có mấy cái trái rất là đẹp luôn nè, đó đỏ đỏ nè. Cái trái này khi mà nó già á, cái cánh nó ốp qua, nó bẻ qua hai bên như vậy nè, và nó rớt xuống gió nó thổi nó quay rất là đẹp luôn. Nó trẻ như vậy nè, nó rớt xuống quay rất là đẹp luôn. Trái này trái dầu nha. Và mình cột một cái cọng dây phía trên phần đọt đó để dưới này kéo. Còn cái khúc dưới này thì cắt cái phía trên cọng dây chút xíu nha. Thì là cái cây này quá to nên là ba mình méo giò không được, nên là bây giờ đem thêm cái cọng dây bảo hộ lên. Nó sắn bịch luôn, trúng cái cây dầu nhỏ lung lay luôn à. Bắt cái da cây dầu luôn. Giờ cắt cái nhánh ngay cái chân nữa là xuống cắt nguyên lóc dài luôn nha. Bây giờ bắt đầu chuyền cái máy xuống để cắt nguyên gốc này. Ở dưới bình thường anh Thiên mình cầm cái máy. Cái cây này cũng còn khá cao nè. Cắt cũng có 1/3. Đang cột cái phần cọng dây trên phần đọt đó để hồi kéo nè. Tại vì bây giờ leo xuống để cắt cái gốc nè. Rồi, đáp cánh an toàn. Ba mình bắt đầu cưa nha. Hôm nay có đội thêm cái nón của Thánh Thờ Vlog nha. Cái cây này là chủ cây đòi đào gốc nên là cắt khúc trên.
ổng coi coi nó có trùng mí với nhau không. Cây này cũng rất là bự nha, tầm 180-200 hoành á. Cái tính nghĩa phần đang cắt á nha. Nè, cắt không hề rút ruột luôn nè. Cây rất già luôn. Thì lý do vì sao kêu nó là cây dầu thì đây nè, cái lớp nhựa của nó nè, nó rất là gít luôn, có thể nấu ra được làm dầu chai để lắp những chiếc xuồng á, mà dầu loãng á ha, lắp giò thôi. Cái gốc rất là bự luôn nè. Bị mấy con mối ăn bị thúi này, chỗ này uổng quá. Này con mối nè, quá trời uổng luôn. Cái cây rất là suông luôn, đứng tới cái anh áo trắng gần đó luôn nha. Thì clip cây dầu của mình đến đây là kết thúc nè. Hẹn quý vị khán giả vào những video tiếp theo. Bye bye.